Thưa em nha, anh không nhiều thời gian. Anh có thể dạy cho hai thằng bạn anh cách hát và cách xử lý giọng. Ôi hát à, dạ, anh Phong. Anh đưa em. Chào các bạn, quay lại kênh của mình nha. Anh có nhỏ hát được ta. Chào các bạn nha. Được có đây văn nghệ đó. Ôi, một cây văn nghệ luôn hả? Đúng rồi. Đây mà làm đi, ông đi qua bên này anh dạy cơm cho chiên. Kỹ thuật luyện hành ca hú à ca hát. Này bỏ dầu đi chứ. Bỏ tỏi vô. Làm ở nhà mình ăn thôi nha các bạn. Củ hành nha các bạn. Phi cho thơm nha các bạn. Các bạn bỏ gân bò miếng nha các bạn. Gân bò. Với lại gan bò ấy. Thơm quá các bạn ơi. Hai đường nha. Bỏ miếng tắc mắm nha các bạn ơi. Tiêu nha. Luôn.
động á. Đúng rồi. Ông khoái mình đâu, ông khoái mình. Đi ra một chút của mày là bà đứng ngoài vô còn gì cháu khoái hả? Ông tiêu tốt quá. Tốt đó. Ở chân nghệ. Chân bà vô hả? Chân đột. Chân bà đó. Cái gì tiết mục chân nghệ đâu đó. Chân bà đó hả? Miếng cần ghi nha. Phồng phồng xíu thôi. Lát mình chiên, chừa là miếng mình chiên. Thổi ta. Thôi đang cố gắng đi, em đem cái nồi trả bà một. Nè, ta dạy cho hai người bánh luôn nè. Ăn đi, ăn để mà có sức mà thổi. Hiểu không? Nè, mua qua lại, nó có doanh nghiệp. Ủa, phải đâu? Tập đi, đang cố gắng nha. Lấy giải ra bữa. Không đeo nha các bạn ơi. Cho một chung dịch vô luôn nha các bạn. Mới đặt một chung dịch vô. Lát nữa mình ăn với cơm chiên. Lát mình chiên cơm. Nãy mình tính chiên cơm mà khó chiên các bạn ơi. Mình ăn luôn các bạn ơi. Đấy, còn như đây cơm chiên ăn thôi. Khi ăn với gân bò với vịt xào với cà ri. Tuyệt vời. Ngon ngon. Hôm nay xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn những clip tiếp theo nha. Chào các bạn nha.